chào các bạn, xin chào mừng quay trở lại với kênh YouTube của Yobo. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với quả cherry. Lý do mà tại sao dân tình lại thích cái quả cherry như vậy, và nó được xem là một trong những cái loại quả mà có thể nói là những cái loại quả đắt nhất nhập khẩu về Việt Nam hiện nay. Và dù nó đắt, nó lại cắt lên miếng, bởi vậy cho nên chúng ta sẽ trao đổi chi tiết để có thêm nhiều động lực hơn mà mua quả cherry về cho bản thân chúng ta này, con chúng ta này, cha mẹ của chúng ta sử dụng nhé. Trước tiên là trong quả cherry á, nó có cái hàm lượng sắt, canxi, vitamin A và vitamin C cao hơn rất nhiều so với những cái loại thực phẩm khác. Và trước khi mà các cái bà bầu của chúng ta nghĩ đến cái việc là sẽ sử dụng những cái viên sắt và những cái viên canxi á, để bổ sung á, hoặc ngay cả canxi dạng ống hay chăng nữa, thì nó cũng rất là khó hấp thu. Ngược lại, đối với những cái loại mà canxi và sắt mà ở sẵn ở trong cái thực phẩm thiên nhiên này thì nó đang ở cái dạng liên kết, và cái dạng này rất là dễ dàng cho cơ thể và cho tế bào của mình hấp thu. Nên đây có thể gọi là một tuyệt phẩm dành cho bà bầu, những phụ nữ đang mang thai, những phụ nữ đang cho con bú và cả trẻ nhỏ nữa. Hàm lượng vitamin A ở trong cherry nó cao gấp 20 lần hàm lượng vitamin A ở trong dâu tây hay là việt quất. Ở đây mình đang so sánh với chính những cái loại quả ở trong cái bộ quả mọng có thể kể đến như là cherry, dâu tây, dâu tằm, việt quất, mâm xôi, kiwi, nho, thì phải nói là hàm lượng vitamin A ở trong cherry là nhiều nhất. Và chính cái hàm lượng vitamin A này và một phần của nó là beta carotene, nó giúp cho cái con mắt của chúng ta hoạt động tốt, bảo vệ con mắt của chúng ta và giúp cho cái thị lực của chúng ta tăng cường hơn. Vitamin A cũng là một trong những cái thành phần mà kiến tạo lên, giống như là nó giúp thu nhặt những cái viên gạch để kiến tạo lên những cái cơ quan nội tạng bên trong cơ thể. Do đó là nếu mà được bổ sung vitamin A thường xuyên thì những cái cơ quan, những cái ống như là ống tiêu hóa, rồi ống sinh tinh, rồi những cái lớp niêm mạc của trong cơ thể của chúng ta như là niêm mạc ở trong khoang miệng này, rồi ở trong hệ thống tiêu hóa này, rồi những cái lớp niêm mạc như là ở tử cung của chúng ta, ở âm đạo của chúng ta đều rất là khỏe mạnh, cho nên cơ thể của chúng ta sẽ cường tráng lên khi mà được bổ sung nhiều vitamin A. Lượng sắt ở trong quả cherry cũng cao gấp nhiều lần so với lượng sắt tìm thấy ở trong những cái loại rau củ quả khác. Trong cherry á, nó có một cái màu đỏ đậm, nó rất là tương thích với tế bào máu của chúng ta. Ngay cả ngoài cherry ra thì tất cả những cái loại rau màu xanh lá cũng là những cái loại mà có thể hỗ trợ trực tiếp cho hồng cầu của chúng ta. Đối với những loại rau màu xanh lá thì thành phần của nó có nhiều diệp lục và nó chỉ khác nhau ở cái nhân thôi. Nhưng mà cherry thì lại có hàm lượng sắt. Nếu bạn có thể bổ sung cherry và bổ sung thêm cả những loại rau màu xanh lá thì nó sẽ là một bộ đôi phối hợp cực kỳ hoàn hảo cho cái sự phát triển của tế bào hồng cầu và giúp cho máu của cả mẹ và con thực sự khỏe mạnh. Trong quả cherry nó có một thành phần chống lão hóa có tên gọi là anthocyanin, và những cái anthocyanin này cực kỳ hữu ích trong cái trường hợp mà chúng ta muốn tăng cường trí nhớ. Tức là nếu mà bạn cảm thấy là bạn hay bị quên vặt thì bạn có thể ăn vài trái cherry hoặc là sử dụng nước ép cherry trong vòng khoảng 1 tuần, 2 tuần, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy rằng là cái việc mà mình kêu gọi những cái dữ liệu ở trong quá khứ nó sẽ nhanh hơn. Bởi vậy cho nên cherry có thể được xem là một trong những cái loại quả mà cực kỳ tốt cho những người mà đang lo lắng về bệnh Alzheimer, hay là đang bị bệnh Alzheimer, hoặc là mình đơn giản chỉ là hay quên thôi. Cherry nó cũng rất là tốt trong cái việc bảo vệ sức khỏe tim mạch. Anthocyanin nó sẽ giúp làm giảm những cholesterol xấu. Có một cái tỷ lệ là cứ giảm được 1% cholesterol xấu thì nó sẽ làm giảm đi 2% nguy cơ mà những cái bệnh liên quan về đến tim có thể phát sinh. Bởi vậy cho nên rằng đây cũng chính là thêm một những cái lý do mà những cái bệnh nhân bị tim mạch, hoặc là những cái người mà đang ở trong cái đối tượng là có nguy cơ cao là bị tim mạch, thì bạn có thể sử dụng cherry như là một trong những cái loại quả mà mình bổ sung vào trong cái lượng trái cây rau củ hàng ngày. Cherry cũng rất là tốt cho bệnh nhân tiểu đường. Thực ra thì bản thân cherry trong nhóm các loại quả mọng á, các loại quả mọng khác như là nho hay là dâu tây, dâu tằm, rồi việt quất, kiwi, nó có cái nồng độ đường, tức là có cái chỉ số GI rất là thấp. Tức là nó khi vào ăn vào cơ thể mình thì nó không làm tăng cái nồng độ đường ở trong máu. Thế nhưng mà cherry thì nó hơi cao hơn một chút, nhưng nó vẫn nằm ở trong số những cái loại quả mà bệnh nhân tiểu đường có thể ăn. Và cái anthocyanin nó lại giúp kích thích để mà sản sinh insulin. Do đó cho nên nếu như bạn đơn thuần là đang ở trong một cái chế độ là muốn sử dụng thực phẩm
để điều hòa cái đường huyết cho mình, và muốn sử dụng thực phẩm để thông qua thực phẩm mà hỗ trợ được cho cái việc điều tiết và tăng tiết insulin, thì bạn có thể lựa chọn cherry như là một trong những cái loại quả mà mang lại cho bạn được cái tác dụng đó. Còn nếu trong trường hợp mà bạn muốn giảm cân, tại vì trong cái quá trình giảm cân và insulin nó lại có những cái liên quan theo một cách khác, do đó bạn hãy tìm xem những cái video clip khác để biết rằng là trong trường hợp mà bạn giảm cân và bạn muốn điều tiết cái insulin liên quan đến việc giảm cân thì nó sẽ có tác động như thế nào. Thì cái trường hợp này sử dụng cherry này là nó không liên quan gì đến việc giảm cân, mà nó đơn giản là liên quan đến cái sức khỏe và cái đường huyết của bạn thôi nhé. Cherry nó còn là một cái loại quả hiếm có mà có được cái chất gọi là melatonin. Chính cái melatonin này nó là cái hormone mà điều tiết cái quá trình ngủ của chúng ta, nó làm cho giấc ngủ của chúng ta ngon hơn. Đã có rất là nhiều nhà khoa học họ làm những cái thí nghiệm và họ cho những cái nhóm người uống nước ép cherry và những cái nhóm người không, và họ thấy rằng là nếu như mình có thể uống nước ép cherry trước đấy khoảng 2 tiếng, hoặc là buổi sáng uống và buổi chiều uống rồi tối đi ngủ, thì có thể làm cho giấc ngủ của chúng ta kéo dài được khoảng 25 đến 30 phút nữa. Đây cũng là một trong những cái tín hiệu mà dành cho những cái người mà khó ngủ này, hoặc là giấc ngủ nó không liền mạch. Bạn có thể thông qua thực phẩm để giúp cho giấc ngủ của mình tốt hơn trước khi mình nghĩ đến chuyện là mình sẽ sử dụng những cái viên thuốc khác nhau để làm cho mình có thể bị ngủ mê. Và có một điều cuối cùng, đây chính là một cái điều mà làm cho cherry lại càng trở nên quý giá. Đó là cherry có cái khả năng chống viêm rất là mạnh mẽ. Cherry có thể giúp cho chúng ta phục hồi cơ bắp. Nước ép cherry là một cái loại nước ép rất là phổ biến đối với những cái vận động viên chuyên nghiệp, hoặc là những cái người mà thường xuyên tập những cái bài hit cường độ cao, thì sau khi mà tập luyện nếu mà bổ sung được nước ép cherry thì nó sẽ làm cho cơ bắp của chúng ta hồi phục nhanh hơn. Đồng thời nước ép cherry rất là tốt, rất là phù hợp cho những cái bệnh nhân mà bị bệnh gút. Bởi vì đối với những cái tổn thương do bệnh gút gây nên ở những cái khớp thì cherry có thể giúp làm trung hòa những cái tổn thương đó, và cherry có thể giúp cho những cái bệnh nhân mà bị bệnh gút á, nó sẽ giảm đi những cái trạng thái viêm ở những cái chỗ khớp như thế này. Và khi những cái trạng thái viêm nó được giảm đi thì tự nhiên những cái triệu chứng khác liên quan đến bệnh gút và gây ra bởi bệnh gút như là sưng, đau không đi được, nó sẽ giảm bớt ngay lập tức. Nên nếu như người thân của mình đang có những cái người mà bị bệnh gút, hoặc là đang có những cái nguy cơ cao là bị bệnh gút, thì bạn có thể bổ sung thêm trái cherry trong cái thành phần dinh dưỡng dành cho họ. Và dành cho những cái tín đồ mà yêu thích quả cherry thì Anna xin cung cấp thêm một số thông tin trong cái việc trồng và thu hoạch cherry. Cherry Úc thì thường được thu hoạch từ tầm khoảng tháng 11 đến hết tháng 2, cho nên bạn có thể dựa vào đây để biết rằng là những cái thông tin mà người bán cung cấp cho bạn là có chính xác không. Còn đối với cả những cái loại cherry như là cherry Mỹ hoặc là cherry Canada đi, thì Anna thì thích cherry Canada. Cherry Canada được thu hoạch chủ yếu vào từ tháng 7 đến tháng 9 hàng năm. Và sẽ có những cái mùa mà bạn không chọn được cherry. Ví dụ như khi mà Anna quay cái video clip này thì là đang trong vòng khoảng tháng 3, thì mình không có tìm đâu được cherry để mà có những cái ví dụ thực tế thị phạm cho các bạn hết á. Và cherry thì cũng có rất nhiều loại, loại đen, loại đỏ và loại vàng nữa. Ở Việt Nam của chúng ta thì phổ biến là loại cherry đỏ. Hôm nay Anna có mang đến đây là một cái loại được gọi là nước ép cherry. Đây là một cái loại được nhập khẩu trực tiếp từ Canada, ở vùng hồ có tên gọi là vùng hồ Okanagan. Và cái vùng hồ Okanagan này nó thuộc trong cái vùng là British Columbia, một cái vùng đất trù phú nổi tiếng của Canada, giống như là một vựa trái cây ở Canada. Nó nổi tiếng là bởi vì không khí mát mẻ, mùa hè á, ban ngày thì nắng nhưng mà buổi tối lại rất là mát mẻ, nhiệt độ xuống rất là thấp, tầm khoảng mười mấy độ C thôi. Và chính bởi không hiểu vì cái lý do, có phải vì lý do đó không, mà trái cây ở đây rất là lúc liễu, gồm rất là nhiều những cái cây và trái nào cũng rất là thơm ngon, trở thành một cái vựa trái cây nổi tiếng của Canada, cũng như là để xuất khẩu đi những cái vùng khác. Thì cherry Canada là một trong những cái loại cherry mà có cái giá khá là cao ở trên thị trường. Nếu như bạn có thể mua được cherry Canada, nó rơi vào khoảng quãng chừng 550 cho đến 600 nghìn 1 kg, tùy vào cái giai đoạn của nó. Nhưng mà để mà ép ra được 1 lít nước ép cherry thì chúng ta sẽ cần đến khoảng 3,8 kg cherry. Và cái cherry của cái vùng hồ Okanagan này, họ được chiết xuất trực tiếp luôn ở các cái trang trại. Tức là thay vì là chúng ta sẽ mua cherry về tập trung ở một chỗ để ép, do là cherry là thuộc loại quả mọng và phải thường là phải bảo quản ở cái nhiệt độ rất thấp, khoảng từ 0 cho đến khoảng 4 đến 6 và cùng lắm là 16 độ C. Và nếu mà để ở nhiệt độ thường bình thường á, thì chỉ khoảng sau 10 ngày nó đã héo rồi.
Cho nên rằng là người ta đã nghĩ ra một cái phương pháp là người ta sẽ ép ngay tại trang trại. Và đây chính là một sản phẩm mà ép ngay tại trang trại của Cherry. Nó sẽ có giá thành thấp hơn là Cherry mà mang về đến Việt Nam, đó là điều tất nhiên rồi. Bởi vậy cho nên là bạn có thể được uống nước ép Cherry với cái giá mà tính ra là tương đương là rẻ bằng khoảng 1/4 với tổng cái lượng đó mà bạn ăn bằng Cherry tươi. Đây cũng chính là một trong những cái cách mà bạn có thể sử dụng Cherry, bởi vì Cherry là không có quanh năm. Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng những loại cherry mà người ta đã sấy khô. Đây cũng là một trong những cái nguồn mà khá là bổ dưỡng và vẫn giữ được những cái chất dinh dưỡng ở bên trong. Tuy nhiên là không có cái gì bằng thực phẩm tươi rồi. Còn đối với những cái lúc mà bạn không có thực phẩm tươi như là cherry tươi để sử dụng thì bạn có thể thay thế bằng những cái loại khác nhé. Anna tin rằng là sau cái video clip này thì bạn đã có thêm những cái thông tin và những cái động lực để đưa cherry vào như là một trong những cái loại trái cây, một trong những cái loại thực phẩm thiết yếu của gia đình mỗi ngày. Bạn hãy sử dụng cherry thường xuyên để mang lại cho mình, cho bố mẹ mình, cho con cái mình một sức khỏe tốt và một cái cơ thể mà sẵn sàng đương đầu được với những cái tác động ngoại cảnh, những cái tác động mà gây hại từ bên ngoài môi trường nhé. Nếu mà bạn thích video này, xin hãy cho Anna một like, hãy share video này để nhiều người hơn nữa biết đến kênh thông tin của Yobo cũng như là biết đến những cái công dụng của cherry. Xin cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đồng hành và ủng hộ Yobo trong suốt thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại.